Ủa nhà là chị bán món hả chị? Mỗi ngày hai món, sáng một món, trưa một món. Sáng hả? Sáng là mấy giờ mình bán? Sáng từ 7:30 tới 10 giờ là hết. Dạ. Từ 12 giờ tới 12 giờ là hết. Dạ. Là xong. Là ngày hai món. Hai món, sáng món, trưa món. Mà có cố định ngày nào không? Nhưng hôm nay là bán món này món gì vậy? Sáng bún mọc. Cái này là bún ăn vịt. Bún ăn vịt, dạ. Còn ngày mai thì bún bò quế với lại hoành thánh bánh canh. Dạ. Bún miếng. Lấy ăn con bún không Quỳnh? Lấy mời cho lấy. Ăn cái gì? Ăn bún ăn miếng này chứ. Dạ. Nè, thứ hai cái miếng gà có bán bún chả giò hay chưa? Bún năm thì có bún riêu canh bún hay chưa? Áo cho đẹp hả? Nè. Quán là quán của Hiếu gồm sạp số 3 chợ Bình Tây. Thứ hai thì có hủ tiếu Nam Giang, buổi trưa thì bún mọc mới thôi, tao bún mọc. Cái gì? Ăn chiên với lại cá. Cái cá chiên á, cá biển. Thấy có chị một tô con dao trước chị đi ăn. Ủa, tới ai vậy? Vô đi tôi, đi vô đây. Vô đây đặng có hình lên. Đây Hiếu, chiếc này mặc thôi chín chắc rồi. Chắc hình luôn chị thấy ơi. Ủa rồi, chị bên đây. Rồi còn thứ ba là nãy chị nói món gì đó? Thứ ba là bún bò Huế, bữa trưa là nuôi mình thánh bánh canh. Dạ. Thứ tư là buổi sáng hủ tiếu gà, buổi trưa là bún chả giò, thứ năm là buổi sáng hủ tiếu bò viên, buổi trưa là bún riêu canh bún, nhắc bảy thứ sáu là hủ tiếu sườn, buổi trưa là bánh nướng, thứ bảy nữa, thứ bảy là bún chả vàng, buổi trưa là thái vàng. Tôi dùm nghỉ hả? Dạ. Cân quay bà Tư này. Quán đồ chơi. Quán của hóa đi khỏi quay của tôi chi. Trời ơi. Rồi này, vậy là quá trời món luôn rồi, nhớ không nổi luôn á. Dạ. Dạ trời nãy dạ đúng rồi, Ngọc Sài Gòn phố. Người ta ăn chứ từ từ người ta quen hết là tới ngày là người ta biết. Tụi chị biết đặng tụi chị coi hả chị? Ê mình làm gì? Mình kết bạn là cái gì? Trời ơi, lên trời thấy chị này quen hả ta? Chị, em thấy chị quen quen. Theo dõi á. Quen. Coi em ngoại á. Like, share gì đầu luôn. Tao thấy chị quen quen thiệt luôn á. Hình như gặp ở đâu rồi á. Ngọc Sài Gòn hả? Dạ, phố. Ngọc Sài Gòn phố. Facebook á chị. Chuyện cái không rau, cái bún nhiều chứ. Cái bún nhiều không rau không? Đúng rồi. Cái bún, à có bún có miếng. Một tô như vậy là giá sao chị? 40 ngàn. Dạ. Cái nào cũng 40, chỉ có buổi trưa thì có bún riêu thì 35, bình thánh thì 35. 227 cặp đi chưa được. Bún giá giò thì 35. Đây có ai đi 74 ngàn dùm đi nha. Đi con hôn nữa luôn à. Này miếng có gỏi luôn thì sao? Cái ăn là chi sổ. Ủa Vũ nó còn tô thêm trang chi vào trang của bà Thủy trước nè. Mấy tô à? 40 ngàn. Dạ. Đó là món ngực. Múc múc lên giùm em đi chị. Cho mọi người xem đi. Đẹp. Nè cô gái này đẹp là quay cho cô gái miếng thôi. Cho người lên hình miếng hả? Nãy giờ mở bên kia mà thấy đông quá trời luôn. Mới ngồi đó mà thấy đông quá. Qua quay luôn. Ơi, ở đây là sạp mờ số 3 nha cả nhà. Số 3 của cái giải đồ ăn đó. Của đồng chợ Bình Tây cả nhà đó. Sạp đó cho là gồm liên tục luôn. Vậy em đi hướng nào vậy? Dạ không. Ý là có cắt thôi, có cắt thôi. Có cái chữ thời là mơ cắt vô. Ủa nãy là có chữ thời hả? Nãy giờ em chưa nghe. Để giờ em nghe kỹ.
chị này mày bán cho người ta chi vậy? Tới rồi nè chị. Bên bàn là ở đâu vậy? Đây nè, đây nè, bên này. Con này nhiêu? Con này là 40 ngàn. Có thịt, có măng, có quý, có gà, có bún, có tùm lum hết á. Dữ luôn, buôn tấp bình. Trời ăn là có em luôn á. Có em luôn hả? Có em đó đó. Cảm ơn đi cho em, tao cảm ơn đi chứ thế. Rồi qua lại có chống nắng rồi nên thành nó có đẹp. Cũng sáng sáng hết không chị? Nó dài vô cho nó vậy. Vậy bữa sau có quay. Chị. Vậy bữa sau có quay kêu bắt cúp trước ha. Thôi bây giờ quay đi, em không biết tới em làm gì luôn á chị Thúy ơi. Quýu quýu à. Nó chứ bún gỏi. Mày đừng có làm gì mà ra mày ngồi đây mày đừng có làm kéo quanh thôi. Bún gỏi phải không? Bún gỏi mà ăn mời nha. Rồi để làm gì rồi. Ủa thằng Thảo mới đi ai vậy? Không, xong rồi làm anh một tô bún đùi đi, không ớt thì bạn bún nha anh ba làm cho. Trọng Hưng đúng rồi, không ớt. Trọng Hưng, Trọng Hưng. Em thấy bán xong ghi sổ không anh hả? À, đứng đây ghi sổ. Ý là phải bưng không à, chút nữa bắt đầu mới đi lên. Dạ à. Đây không có người ngồi ăn tại chỗ, mình cũng phải đi bưng hết. Tại không có chỗ ngồi. Có ai ba cái ghế thôi, không có chỗ. Ai mà đi nhiều quá là không có chỗ kịp. Dạ. Cho nên cho nên là chỉ có bưng đi thôi, cái bưng đi cái mình mới ghi sổ đặng nhớ thu tiền. Dạ. Mình bán đại long chưa chị? Chị bán 2.700. Dạ. Lâu. Dạ. Mang một chút. Đó nha, cả nhà ha. Đi lấy có nhiều món ở nhà, có đi trong chợ thì ghé trải nghiệm mà thử nha. Cả nhà bạn dòng có nhiều món ra bây giờ. Mình cũng sẽ không biết món cụ thể ngày hôm nay thì là mình quay cái bún măng cho cả nhà. Là dễ ăn thôi. Trong bình nhai nghỉ với mẹ nha, tối ngon hôm qua nhai. Nhai luôn rồi. Hả? Lấy muối hộp ngậm vô. Nó cứng lại biết không? Nó cứng lại. Nè, ăn này đi nó mềm. Ăn này nó mềm. Rồi tép lâm thịt nè Tuấn ơi. Hoàng ăn gì con ơi? Con mắm chân. Nè Tuấn của em nè. Con Hoàng mắm chân. Này có mắm chân. Con cái là mắm chân cho có cái mẫn có thịt chiên hoặc thịt chiên sót. Con gái cũng 16 rồi có chừng. Cái gì vậy? Cái chai gì Nguyệt bỏ giá được không? Con mắm chân. Mắm chân. Lấy canh không con? Không, Tuấn nó không ăn canh đâu chị. Thằng Tuấn là nó không bao giờ nó ăn canh. Đây. Về tắm giữa, mắt chút chưa? Con bán rẻ lắm á. Đó. Bán nhiều lắm. Sao vậy? À, mười mấy á, mười mấy Nguyễn Xương Phụng, 15 á. Rồi, Vinh ăn gì? Cá rô kho. Nè. Dạ trước đi anh. Hả? Để chút em kêu review xe kéo cho em. Anh kéo cho em nè. Em cho chị kiếm này qua. Khang ơi ăn gì Khang? Có chả cá kho thơm, sườn ram. Thịt kho tiêu nè. Chừng nào làm? Rồi. Thịt kho tiêu với gà chiên cho thằng Khang. Để lên một chút người ta mới có ăn. Cái này một xào sa tế chị. Mình để lên chút tụi nó xuống có ăn chúng thôi, chút xuống nó hết. Năm. Xí phần. Dành phần. Phải hả? Rồi đây.
Em ăn gì à tỷ? Gì đó tỷ? Hôm nay là cả nhà thấy Ngọc đến giờ này là cái đó là thịt chiên, thịt chiên. Cái gì? Nhưng mà tiệm. Rồi nghe rồi nha. Giá hẹ xào đúng không? Đưa dĩa cho em đi, đưa dĩa cho em đi. Chưa có giờ tới giờ của mấy bạn ở đây các bạn. Dĩa đâu? Làm đến ở đây cả nhà. Hủ tiếu xào trả tiền. Rồi trứng kho với thịt bằm chiên. Bán rất là đắt luôn, trộn miếu luôn cả nhà. Ngon quá. Thịt kho trứng. Và cái đó là phần thịt chiên. Sốt. Đây. 3 tới 17. Chưa ăn nữa. Chờ anh lại hỏi nhẹ. Mất cấp đi. Rồi đây 3 thôi 170 chưa? 564. 48 tô cơm mực. Rồi, sắp hết luôn rồi hả chị? Có mấy món là hết trơn rồi nè. Cái món này là bi tiếp ba loại chiên. Đang làm bi tiếp ba loại chiên. Nếu mà hết á, tụi nó vô á là tụi nó ăn trứng chiên. Dạ vậy hả? Ừ, món ăn gia truyền á, nó kêu là món ăn gia truyền của chị á, là trứng chiên quanh năm. Giống như là vô hơi trễ là hết trơn à. Bởi vì tụi nó dặn trước. Cái này là bà Thơm ăn gì? Ba loại chiên. Ba loại chiên. Rồi. Ba loại chiên. Vô đây đây, vô tiếp. Thôi vậy đây. Cho con miếng nước coi vậy. Rồi bây giờ rảnh đâu vừa việc nấu lên tắt. Bây giờ vừa việc không rảnh mấy giờ nấu tắt. Là tới nó ăn cơm mà nó làm nước canh á. À vậy hả? Bây giờ vừa việc bật cái này nè, sôi lên. Rồi chế vô, chỉ có cách đó thôi nha. Hay hôm nay chị Nguyệt nổi tiếng không? Ừ. Hai ba kênh quay luôn. Đó, chỉ có vậy thôi. Rồi ba loại chiên nè của bà Thơm nè. Đi bà Thơm đi rồi chị món đi 681 đi. Anh Kiệt ơi, anh Phan ra cơm nên đậy lại, anh bớ hai tô cơm cho thằng Tắc đi. Hai tô ạ. Đây ba loại chiên. 681. Một tô dừa, một tô dừa luôn. Tại bữa nay nó có cái kia rồi. Đủ chưa? Rồi đủ rồi. 681. 681 gà kho. Rồi. 681. Sườn ram với chả cá. Khoan để ghi cái hả? Sườn ram với chả cá. Rồi sườn ram với chả cá đúng không? Khoan chờ chị chút. Đã không kịp mà anh ông. Anh Quang ăn gì? Chả cá khô thơm cho anh Quang. Chả cá anh Quang ơi. Ơi. Đây. Rồi Tắc ăn gì Tắc? Một xào. Mắm chân này là mắm chân. Mắm chân với sườn. Dạ em biết rồi. Anh Quang bóc xếp mực xào cà ri. Sườn ram. Cô nào cô không biết rồi. Trời ơi, tao nói mày là thời tao đến rồi, đừng có cản. Thời đến rồi là cản không có lợi đâu, cản không lợi. Quang ăn gì Quang? Cầm lại cái tô cho. Đây. Được chưa? Vui chưa? Vui đây nè. Vui rồi. Được chưa? Vui rồi, chị vui rồi đó. Rồi, xong. Xong em đi bả, em người dọc đây là tao quay hết đi. Hồi quen luôn à. Đúng. Đúng không có nhân luôn. Cái này hả? Cái hôm nay là mình có cái chiên, thịt chiên á cả nhà ha. Đó thịt kho, cái món của chị là rất là nam bộ, đông nam bộ. Ủa nam bộ. Bây giờ của anh Chí anh có ai? Cũng vậy luôn nha. Không mua phải không? Bây giờ là một phần gì? Một phần gì? Một chả cá, một trứng đúng không? Giản thôi nhưng mà ăn rất là. Rồi anh Kiệt gói giùm hai hộp này anh Kiệt, một chả cá, một trứng.
quan bốn xếp. Nghe rồi. Rồi hai hộp nè, chị tôi buông tay gói em đi coi. Buông tay gói em hai hộp này ơi, một chả cá một trứng nè. Tắt ơi, nó nóng mà kề chế đi tắt. Nó nóng mà kề chế đi, ông sùm nó có biết nó hồ lắm. Làm canh. Một chả cá một trứng. Anh tự múc luôn hả? Tự xử luôn. Tự múc luôn hả? Múc rồi nhưng mà tự trăng nước rồi đó. À. Tự xử luôn. Chứ ở không đâu mà mình theo dõi. Cái đó. Một chả cá. Ừ. Ăn uống đó. Một ăn món tự chọn luôn á, bút bê luôn á. Đúng rồi, hai hộp á. Đây thôi là. Đây đâu chưa anh? Đâu rồi. Được mấy năm rồi. Mấy năm rồi. 10 năm chưa? 2 năm rồi. Ngày nào cũng ăn đây á. Chủ nhật có ăn không anh? Có chứ. Chủ nhật ăn luôn hả? Ăn luôn. Nó ngon mà rẻ. Ngon mà rẻ luôn. Rồi đây nè, trứng chiên cho Quang nè, trứng chiên với chả cá nè, có thêm thêm không? Uy tín luôn rồi. Có thêm thêm không? Luôn á cả nhà. Có thêm đúng không? Thầm, ăn luôn cho chị rất là lâu. Con ơi ăn cơm gì kêu đi. Bán văn phòng phẩm. Cái gì con? Giải nước khánh. Giải nước khánh. Bò xào hả? Rồi. Bò xào với cải chua. Ăn đây luôn hả? Rồi. Đùi gà chiên. Ở đây thì kiểu không? Ở nhà thấy là đặc sản của chị là hay là bán tô nha cả nhà, tô với cà mên. Đùi gà chiên. Không, dĩa nhỏ á, đừng đồ ăn á. Của con Linh. Con ý con Linh quên rồi. Con Linh. Ăn gì Linh ơi? Con lấy chả cá kho thơm đi. Rồi chả cá kho thơm. Rồi cái gà cho anh đó. Màu cá một gà. Giá hẹ xào ăn không? Cho miếng đậu này đi ha. Không ăn. Không ăn hả? Chả cá kho thơm. Có rau muống xào hôm nay là có không? Giá hẹ xào. Giá hẹ xào. Đổi bữa luôn hả chị? Đổi món. Đổi bữa rau luôn. Có cải chua nè. Đây có cải làm chua nè. Dạ. Rồi lấy canh cho anh Linh. Uống sang ăn gì á? Tiền đó mới nè. Cơm ngồi ghế đi chị, chú mua cơm gì? Bán kia đi, bán kia đi. Dạ, gái ơi, cơm gì gái ơi? Của Út Sang kêu cái gì, để con Tiên nó nhớ đi. Con ơi, con kêu cơm gì kêu đi, một chút không có đồ ăn á. Rồi con ăn cơm gì? Thịt kho tiêu hả? Thịt kho tiêu hả? Không ăn giá. Bớt cơm. Cá chiên. Rồi, vậy thôi, cá chiên này hộp cơm này cho chú đi. Cho chú trước cá chiên đi, rồi chị bớt cơm sau cho. Bảo ăn gì Bảo? Cá này chú đúng không? Rồi cho chú nước mắm luôn. Rồi nước mắm luôn. Chị Nguyễn nhớ tên hết trơn luôn á. Hả? Nhớ tên. Nhớ. Nhớ tên ghê luôn. Nhớ rồi mình biết sập nữa. Hello. Nhớ mà mình biết người ta sập nào nữa mình mới biết chứ. Chị họ sập nào luôn. Biết sập nào nằm ở đâu nữa. Ở đây chị không biết nhiêu sập nhưng mà người nào làm sập nào mình sẽ biết. Gà kho. Ở đây là nhiều lắm cả nhà. Ngọc thấy được, đi vô mà không biết đường đi luôn á. Ngọc nghĩ là cả nhà nếu tìm ở đây thì sẽ theo hướng chị hướng dẫn nha. Nếu mà cả nhà đi ở đường có nghĩa là cặp hông chợ sẽ là Trần Bình và từ Trần Bình đi vô thẳng và cả nhà hỏi là quầy bán đồ ăn ở đâu rồi kiếm sạp số 1 là ok là ra chỗ của chị Nguyệt nha cả nhà. Rồi bao đội chiên với thịt kho tiêu nè. Rồi đây Bảo ăn gì? Một cái chả cá của ông Bảo. Bảo ơi mấy tô rồi Bảo? À mới tô rồi nha. Không, mấy gái nó làm rồi. Ừ. Rồi ăn gì? Chả cá với gì? Chả cá với mực hả? 3 hay 4 vậy? Để làm 4 thôi nha. Gà kho xả. Rồi nghe rồi, nghe rồi. Đồ ăn trong đó rồi chị. Đây nè em. Gà kho xả lắm. À có gà kho xả hả? Gà kho xả thịt này chắc là thịt kìa. Gà kho xả. Đây thôi lại. Của Hải cơm nhiều đúng không? Rồi biết rồi. Gà kho xả. Rồi của Hải gà kho xả hùng ăn gì không?
Này của Hải nè chị. Không ăn gì. Xuồng ram kìa. Xuồng ram ha. Rồi. Xuồng ram cho anh Hùng. Giá hẹ ăn không Hùng ơi? Ăn đậu que xào nha, vừa cho miếng cho. Rồi cái đó sắp hết luôn rồi. Đó, từ từ dạ, hết trơn. Nãy giờ chắc hút hết được 4-5 món rồi đó cả nhà. Rồi xong. Cái là thịt khìa hả chị? Cái này là sườn ram. À sườn ram. À dạ. Cái là thịt kho tí. Dạ. Tết âm thịt. Cái nào hết bắt đầu mình dẹp. Nó rơi từ từ. Cái gì? Không chết rồi, vậy không rồi. Cái gì? Thịt kho hộp vịt, thịt quang, thịt kho hộp vịt. Nó lại. À, hộp vịt hả? Ngày nào cũng ăn ở đây ha? Đúng rồi, mối mà. Mối hả? Đó. Đó. Anh tên gì anh? Lý Hải. Lý Hải. Lý Hải đó. Lý Hải rồi, vậy đó là Lý Hải. Đúng rồi. Anh Lý Hải này đó. Đúng rồi, Lý Hải là đúng rồi. Vô ta tự bớ à. Còn con cá rô gặn không? Kẹp. Còn con cá rô ăn không? Rồi 55 ăn gì? Mấy tô? Mấy tô? Con kẹt kêu kẹt chưa? Thằng Lâm nó chưa kêu. Rồi thật thật. Kẹt ơi ngồi đây đi kẹt bà già. Bà già không có vô. Bà già chưa vô. Ngồi đây ngồi đây. Ngồi đó à? Rồi rồi gà kho hả? Được được được. Rồi thịt chiên, thịt với nãy hả? Giống hồi nãy hả? Rồi. Hổ qua không vậy? Hổ qua có đi cho nó đi. Không không, chuyền qua bển giùm chị Nguyệt đi. Con đâu? Cho cái bà người đẹp. Rồi được rồi. Một hộp thịt, anh Kiệt làm một hộp thịt chiên cho 42 đi. Còn Long ăn gì? Thịt chiên còn. Cái này vô luôn nha. Rồi giá hẹ xào đúng không? Ăn cơm gì chị? Của thằng Long 42. Rồi của Thành nè. Đi Thành. Trang Hải Đường 106. Cô ơi ngồi đi cô. Ngồi đi cô. Ngồi đi Sơn, ngồi góc với quyền đi Sơn. Sơn ơi, của con món gì Sơn? Thịt răm tép rồi. Giá hẹ xào ăn không? Không ăn giá hẹ xào. Dạ, có đó gà kho xả chị. Nè Sơn ơi, chăn nướng giùm dù Việt nha. Cô ăn gì vậy? Chị ăn không, em làm dĩa cho chị nha. Nó nghe ăn ba đội chiên nha. Rồi. Con Trang dùm dù Việt đi. Bây giờ dù Việt không rảnh. 30, 70. Lấy 30 anh Kiệt ơi. Rồi. Rồi bây giờ là 55 2 tô nè. Anh Kiệt làm 55 2 tô đi. 22 hả? Dạ cái đó mắm chưng đó chị. Ăn cái đó đi em bỏ thêm miếng đồ cho chị nữa cho. Ha. Xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Ngày hôm nay mình quay lại tiệm cơm của chị Nguyệt trong chợ Bình Tân nha cả nhà, ở sạp số 1 của hàng cái là lấy hũ qua hàng với cái gì cũng được đúng không? Nó sẽ đông. Giờ cao điểm á cả nhà nên rất là đông luôn ha. Mọi người mà vào chợ thì cứ hỏi là chị Nguyệt bán cơm ha, chợ Bình Tây, chị Nguyệt bán cơm ở quận 6 là ở đâu thì mọi người sẽ chỉ cả nhà rất là dễ. Hả? Canh chua không? Canh chua bữa nay không? Phan vừa về đang suy nghĩ coi cho thằng Lâm nó ăn cái gì? Khoảng thằng Lâm giờ là chị có đầy đủ món ăn nha. Không, bây giờ là một cái hủ qua ba rọi nè, đúng không? Thịt chiên hết rồi, mai ăn đi. Bây giờ hết rồi. Mới hết luôn á. Rồi nè. Cái này đúng rồi, cái này là của thằng Lâm nè, hai trái hủ qua nè, một trái hủ qua cho nó nè. Nói nghe nè, hết tô rồi lấy số đi nha. Rồi thêm một tô nữa nè. Anh Kiệt bắt anh Kiệt vô giấy giùm tôi nha. Hết tô luôn rồi hả chị?
Đô hết rồi rửa đem lên. Cái này là thịt kho, vịt với gà kho đúng không? Đặc trưng ở chỗ chị là cả nhà thấy là chị sẽ mình có bỏ chung không bỏ riêng. Tô giống cơm nhà cả nhà. Rồi. Quay hay quá nên được quay video thứ hai. Thịt kho trứng ngon quá nè. Rồi đây nè. Rồi 55 hai tô nè chạy. 55 tô cái hoa hồng có 25 hoa hồng chị đó. Bán là từ 55 35 đổ xuống nha cả nhà. Rồi trời chốt. Rồi trái hoa nè. Okay. Cái đó là hai tô xong rồi á để vậy nó chạy chơi dễ mâm á cả nhà mâm một mâm luôn. Đó. Dạ. Ngon luôn, đầy cơm luôn. Bao no. 22 gì chưa? 22 mấy phần? 22 3 phần đúng không? 3 phần 2. Cặp cặp sắt. Giờ chiên của anh. Rồi xuồng răng. Giá hẹ xào ăn không? Không. Cái chua không? Miếng rồi xíu rồi. Rồi. Là xuồng ram đúng không? Cái nào? Cái đó là gà kho xả. Gà kho luôn hả? Ừ.